và cũng nằm trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sáng nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đã chính thức bàn giao trước thời hạn một phần mặt bằng công viên 23 tháng 9 và giếng trời lấy ánh sáng cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố tái lập cảnh quan. Mặt bằng khu vực công viên 23 tháng 9 và vòng xoay Quách Thị Trang được nhà thầu rào chắn để phục vụ công tác thi công ga trung tâm Bến Thành từ năm 2016 và sẽ hoàn trả toàn bộ khi công trình hoàn tất. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan đã nỗ lực thi công để có thể hoàn trả trước 50% tổng diện tích mặt bằng chiếm dụng. Thưa quý vị, đây là những tấm rào chắn cuối cùng đang được đội ngũ công nhân tháo dỡ. Công việc này sẽ được hoàn tất ngay trong sáng ngày hôm nay. Và khi đó thì toàn bộ 8.000m2 ở công viên 23 tháng 9 này sẽ có được cảnh quan hết sức đẹp mắt và thông thoáng. Mong đợi rất là lâu khi công trình này hoàn thành. Thế hôm nay mở được cái chỗ này ra rồi để chuẩn bị cho mọi người đi lại thì phải nói là chúng tôi rất là phấn khởi. Rất thuận tiện và giải quyết được biết bao nhiêu là nhu cầu về giao thông đi lại cho bà con. Quá là tốt rồi. Dân người ta đi sẽ đông lắm. Mà không những ở đây mà nghe từ trên Đà Lạt người ta cũng xuống đây. Bản thân tôi cũng là nhà kinh làm kinh doanh nên chúng tôi rất là vui mừng khi một cái không gian thoáng đãng được mở ra. Chúng tôi cũng đã yêu cầu nhà thầu tổ chức một cái lối thông băng ngang cái khu vực công trường hiện hữu từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều để cho người dân có thể là khôi phục lại những cái hoạt động mà tập thể dục sinh hoạt hàng ngày dọc theo công viên kết nối hai cái khu vực. Cái phần hàng rào còn lại sẽ được tháo dỡ sau khi cái gói thầu 1A, cụ thể là nhà ga Bến Thành hoàn thành cái công tác thi công xây dựng. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành công tác xây dựng vào tháng 10 năm 2023. Bên cạnh một phần mặt bằng công viên 23 tháng 9, hạng mục giếng trời lấy sáng Top Light cũng đã lắp đặt xong toàn bộ phần kiến trúc mặt ngoài và bàn giao mặt bằng cùng thời điểm này. Giếng trời lấy sáng thiết kế hình hoa sen cách điệu là công trình điểm nhấn có chức năng cung cấp ánh sáng và thông gió cho khu vực phía dưới nhà ga ngầm. Đây cũng là một trong những điểm nhấn kiến trúc nổi bật, mang ý nghĩa biểu tượng cho nhà ga Bến Thành nói riêng và tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên nói chung. Hiện nay, nhà ga Bến Thành đang tập trung các hạng mục hoàn thiện còn lại thuộc phần kiến trúc và cơ điện. Chúng tôi sẽ tăng tốc thi công và hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thành phố cũng như chủ đầu tư để có thể hoàn thành nốt phần còn lại của dự án đúng tiến độ, an toàn, chất lượng. Việc tái lập hoàn trả mặt bằng công viên 23 tháng 9, khu vực giếng trời lấy sáng đánh dấu những bước xây dựng cuối cùng của nhà ga trung tâm Bến Thành. Hiện nhà ga này đạt 99,5% tổng khối lượng thi công, trong đó phần kết cấu đã hoàn thiện 100%. Dịp này, công đoàn viên chức thành phố đã công nhận đây là công trình thi đua, chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn viên chức thành phố và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích thi công vượt tiến độ, công trình tháo dỡ rào chắn và tái lập mặt bằng một phần cảnh quan công viên 23 tháng 9 thuộc dự án xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên.